tớ cũng chơi với. Tớ để tớ. Dừng lại, nhìn đây. Các em phải nhớ đun sôi nước đúng cách, lọc nước hay khử khuẩn nước theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Và sau đó chúng ta phải tích trữ nước trong những bình sạch có nắp đậy, có vòi lấy nước hợp vệ sinh, và phải để bình chứa nước cao hơn mặt đất. Các em nhớ chưa nào? Yeah! Có nước sạch là có sức khỏe.